luôn là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất giấy ăn và giấy vệ sinh cao cấp tại Việt Nam. Gần 1/3 thế kỷ qua, cùng với việc đầu tư mạnh mẽ mua sắm trang thiết bị, ứng dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn giấy Milan luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Trong đó, chương trình nghỉ mát luôn là hoạt động thường niên được ban lãnh đạo ưu tiên tổ chức dịp đầu hè nhằm bày tỏ lòng tri ân đến hơn 200 cán bộ nhân viên đã chung sức đồng lòng, cống hiến hết mình, đoàn kết dựng xây mái nhà Milan vượt mọi khó khăn, thách thức, phát triển hùng mạnh. Năm nay, từ ngày 29 đến 30 tháng 4 năm 2022, sự kiện thường niên này được tổ chức tại đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng với chủ đề Trại hè Milan 2022 vượt lên thử thách, chia sẻ thành công. Đây nó cũng là cái để cho tăng thêm cái tình đoàn kết cho cán bộ công nhân viên. Nó là cái cơ hội mà giao lưu giữa các cái bộ phận trong doanh nghiệp. Đấy, ví dụ như là các bộ phận kinh doanh cùng với đội sản xuất để mà gắn kết rồi là trao đổi kinh nghiệm. Đấy, những cái công việc, việc làm hay, những cái thị trường tốt để mà chia sẻ cùng với người lao động. Từ đó mà rút ra được những cái kinh nghiệm mà sản xuất ra những cái mặt hàng nó phù hợp với cái điều kiện thực tế ở ngoài thị trường. Trong chương trình Trại hè Milan năm 2022, cán bộ nhân viên công ty giấy Milan đã được trải nghiệm nghỉ đêm trên du thuyền 5 sao trên vịnh Lan Hạ, khám phá làng chài cổ Việt Hải, check-in phim trường Kinh Công, massage cá tự nhiên, chèo thuyền kayak qua các hang động trên vịnh, tắm biển tại khu vực Ba Trái Đảo. Khung cảnh thiên nhiên chắc tuyệt, dịch vụ 5 sao sang chảnh trên du thuyền cùng những món ăn thượng hạng đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mỗi cán bộ nhân viên công ty giấy Milan. Sau mấy năm vừa qua đại dịch thì đến hôm nay khi mà dịch nó đã lùi lại rồi thì ban lãnh đạo đã rất là tâm lý và tạo được một sân chơi chuyến đi cho toàn bộ công nhân viên của công ty được trải nghiệm một chuyến đi rất là vui. Và từ những cái chuyến đi như này thì tôi thấy là được gắn kết với nhau hơn, và cũng là cái tinh thần tạo động lực để chúng tôi nhiệt huyết hơn, làm việc tốt hơn. Trong chương trình nghỉ mát, công ty giấy Milan đã tổ chức chương trình Gala Dinner với nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc, các trò chơi với những phần thưởng giá trị hấp dẫn. Những hoạt động ý nghĩa đã giúp tăng thêm tinh thần đoàn kết, nỗ lực sáng tạo không ngừng của đội ngũ cán bộ, công nhân viên công ty giấy Milan. Đây là lần đầu tiên tôi được đến Cát Bà, một vùng biển tuyệt đẹp. Đặc biệt là lần đầu tiên tôi được ăn uống, nghỉ ngơi, tham quan bằng du thuyền năm, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo công ty đã cho tôi có được vinh dự này. Tôi tự hào khi là nhân viên của công ty Milan, và thay mặt cho anh chị em trong nhóm văn phòng, cảm ơn quý ban lãnh đạo công ty đã cho chúng tôi được niềm vinh dự này. Hàng trăm cán bộ nhân viên cùng gia đình, người thân được công ty giấy Milan trân trọng mời tham gia Trại hè Milan 2022. Bởi ban lãnh đạo công ty luôn tâm niệm, gia đình mỗi cán bộ nhân viên có hạnh phúc thì công ty mới có thể phát triển vững mạnh. Tôi rất là cảm ơn vì là tôi rất thấy cái buổi tham quan nghỉ mát là một lần công việc thường niên và rất là có ích để tạo động lực cho các anh em cán bộ công nhân viên có một thời gian nghỉ ngơi để tạo hăng say trong công việc. Sau khi nghỉ ngơi về thì mình sẽ tái tạo lại sức lao động và mình sẽ có một công việc làm nhiều năng lượng hơn và sẽ có những ý nghĩa sáng tạo hơn để ngày đưa công ty ngày càng phát triển. Chương trình Trại hè Milan 2022 vượt lên thử thách, chia sẻ thành công đã tạo ra những giây phút nghỉ ngơi, thư giãn tuyệt vời cho mỗi thành viên tham gia trại hè tại vùng biển Cát Bà xinh đẹp. Cùng với đó, biết bao kỷ niệm thật đẹp và đầy ý nghĩa, những tiếng cười sảng khoái đã được sản sinh qua các hoạt động tập thể, giúp mỗi cán bộ nhân viên công ty giấy Milan nạp đầy năng lượng, tích cực để làm việc hăng say, hiệu quả hơn sau kỳ nghỉ lễ, để cùng nhau góp phần đưa công ty giấy Milan phát triển vững mạnh trong thời gian tới.